Ghê. Lấy camera. Mỗi lần qua về phí nhiêu anh? Này 35 nghìn. 35 à? Cậu cứ xây dốc gớm à. Ừ. Xây dốc nhìn dám ăn. Này chưa. Chưa. Cái quạt mèo dốc cao hơn này. Quạt mèo à? Chưa đứng hàng trước. Mấy xe cuồn cuồn sao lên nói đó. Bỏ à? Cái cột nó sao nó tự đứng nha. Ừ, nó làm đứng. Anh nó lát cái cầu kia còn đứng nữa. Giờ nó xây không có chơi theo kiểu cầu treo nữa ha. Cầu treo chút đi, mình đi qua cầu treo á. Cầu treo ở đằng này kìa. Ờ. Chắc có lẽ dài quá nó phải làm cáp này. Cao. Cầu này của Việt Nam xây đó. Vốn Việt Nam hết à?